Trong quá trình mà em tư vấn khách hàng ấy thì em gặp rất là nhiều câu hỏi và một trong những câu hỏi mà em được hỏi nhiều nhất ý, thì là trong khoảng giá từ 4 đến 5 triệu thì nên mua hay là chọn lựa mẫu nào. Vậy thì hôm nay hãy cùng em xem là trong khoảng từ 4 đến 5 triệu thì anh chị nên chọn mẫu nào nhé. Và chỉ ngay gần em viên đây thôi là mẫu kết sắt mà em muốn tư vấn để giới thiệu cho anh chị. Đây là mẫu kết sắt của nhà Hoa Cô. Thì cái mẫu này ý, nó sẽ có hai dạng kích thước, một là cao 64 là nặng 100 kg và cao 69 là nặng 120 kg. Thì mẫu này thì vì sao mà nó lại bán chạy và trong khoảng giá như thế? Thứ nhất là anh chị có thể thấy này với thiết kế là hình chữ nhật dạng đứng và không có những cái phào chỉ thì giúp chúng ta tối ưu được cái khoang sử dụng không bị mất diện tích quá là nhiều với hai bản lề lủi ở đây thì hai cái bản lề lủi này thì rất là nhiều anh chị đang lo lắng là ờ, sợ là kẻ gian cắt cái bản lề của mình ra làm mất an toàn và mở được cái sắt ra nhưng anh chị yên tâm nhé hai cái bản lề lủi này này thì không hề có chức năng an toàn nó chỉ có chức năng là giữ cánh kết và quay compa thôi và an toàn ấy nó làm ở chốt an toàn ngay sau phía sau cánh cánh két thì tí nữa em sẽ sâu cho các anh chị xem nhé và uh, chân của kết sắt ấy thì lại được trang bị là bốn cái bánh xe để di chuyển nhưng mà bánh xe này này chỉ di chuyển được một hướng thôi và anh chị nào không thích có bánh xe thì anh chị có thể tháo ra tháo ra và khi nào cần thì lắp lại nhé đấy thì trang bị ở đấy nữa là chúng ta có thể thấy là về phần bên ngoài ở đây thì chúng ta sẽ có hai màu cơ bản Phần cánh này được giữ nguyên màu và phần thân sẽ có hai màu cơ bản là một là màu lâu và hai là màu đen. Đấy, nó tùy thuộc vào nhu cầu của anh chị nhé. Và với phần trang bị về hệ thống khóa bảo mật ý, thì chúng ta sẽ có một tay nắm ngoại trơn ở đây. Và một cái hệ thống mật mã là dạng điện tử. Và dạng điện tử này là dạng điện tử pin ngoài. Anh chị có thể thấy ở đây. Đấy, Pin ngoài thì sao ạ? À? Pin ngoài thì rất là dễ dàng thay thế khi hết pin này. Và một lưu ý nhỏ nhỏ khi các anh chị dùng một khóa điện tử nhé, thì nên dùng những cái loại pin mà có chữ lượng pin tốt và đắt tiền hơn một chút thì nó sẽ lâu hết pin hơn và hết pin ý, thì nó sẽ không bị chảy nước làm han trên xúc pin của anh chị nhé. Và cộng thêm với đó là một bộ mã, à một bộ khóa chìa dạng bi, thì chìa khóa bi này thì rất là cao cấp rồi. Để ở chế độ mở cũng rút được chìa khóa ra và để ở chỗ đóng vẫn rút được chìa khóa ra nên là anh chị có thể hủy được cái bộ khóa trên này đi đấy và bộ mật mã này cái mà ký tự của nó cái bảo mật của nó ấy, tối đa đến 12 ký tự số anh chị có thấy kinh khủng không ạ thì làm sao có thể kẻ gian nào có thể dò được mật khẩu của chúng ta cùng với đó ấy, là cái bộ hệ thống bảo mật này cũng có thể là chúng ta tự mình reset lại mật khẩu nếu trong trường hợp quên mật khẩu này hay là hết pin hay là trục trạc bài điện tử mà chúng ta cần giải quyết mở ra luôn nhé thì ở ngay sau những cái phía này phía mấy quả pin này nó sẽ có một ổ khóa giải cứu ở đây đấy để anh chị sử dụng chìa khóa giải cứu này chỉ có tác dụng khi có chìa khóa chìa chính nữa nhé nên là anh chị yên tâm về độ bảo mật của nó đấy uh, để em nắp lại cái quả pin này và em sẽ mở bên trong cho anh chị được thấy bên trong của nó như thế nào đấy bên trong cái sắt thì cách thao tác mở thì cực kỳ là dễ dàng thôi. Chắc anh chị chỉ cần bấm thăng này, sau đó là nhập mật khẩu của anh chị đã cài đặt vào đây, sau đó là ấn phím thăng tiếp theo, open ra là chúng ta nhấc cái làm lên là chúng ta đã mở được cái sắt ra. Đấy, à, bây giờ em sẽ sâu cho anh chị này là cái phần chốt an toàn. Chốt an toàn ở đây thì chúng ta sẽ thể thấy là bên này nó sẽ có bốn chốt an toàn và bên này nó sẽ có bốn, trên này một và dưới này thì chưa có. Thì cái chỗ an toàn này này nó sẽ cắm sâu vào các lỗ ở trên thành két đã được thiết kế sẵn và hèm cửa dạng hèm cửa tam cấp ở đây là để chống cháy và chống cắt cái chỗ an toàn này ra anh chị có thể thấy là cánh cửa phần cánh cửa này cực kỳ là dày và đây là phần hèm cửa tam cấp này ở trên miệng két cũng vậy ở trong lòng két sắt thì anh chị có thể thấy ngay được là thiết kế vô cùng là hợp lý với một con kéo có khóa riêng biệt ở bên dưới anh chị có thể cất được những cái giấy tờ riêng ra hoặc là những tài sản riêng và ở bên trên là một khoang lớn khoang lớn này có thêm một cái đợt trưng ăn cái đợt trưng ăn này thì có thể chúng ta để tùy chỉnh được độ cao lâng lên họ xuống hoặc là chúng ta tháo ra khi không cần thiết đấy và mẫu này là một trong những cái mẫu mà bên em cực kỳ là bán chạy trong khoảng giá từ 4 đến 5 triệu anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy alo ngay cho bên em bên em là kết sắt phát tài vn hotline bên em là 0824096888 và đừng quên cho em xin một like một uh, subscribe và một chia sẻ nhé